du lịch Tam Trúc. Ngay chào con người Hà Nam đi ạ. Anh chuẩn bị tham gia giải 21km lần đầu tiên tại Tam Trúc. Đây là giải thi đấu tại quê hương của mình, cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng. Như các bạn đã biết thì Ngọc Anh tham gia rất nhiều giải marathon khác nhau. 42km đã có khoảng 10 cái rồi. Nhưng mà những giải như là 70km, 100km hay là Ironman thì cũng đã từng tham gia vào với Rick Sinh Tươi. Và hôm nay thì Ngọc Anh sẽ rất chi là vui mừng luôn được mặc cái áo 100km VN63 để chạy giải 21 Sacombank cùng Tam Trúc để chúng ta về đích một cách xinh tươi. Và các bạn sẽ cổ vũ cho Ngọc Anh nhá. Theo dõi video này, chia sẻ lên để lan tỏa video này tới với bạn bè, cộng đồng của những người ham mê chạy bộ để rèn luyện sức khỏe, và có sức khỏe là sẽ có tất cả. Tam Trúc Marathon 2024. Ngay chào khu du lịch Tam Trúc, ngay chào con người Hà Nam đi ạ. Ngay lúc này tại km số 12 thành Cổ Loa, Tam Trúc Hà Nam anh em nhé. Tam Trúc Hà Nam luôn, em thấy không? Và đường này kéo dài, chỉ còn 8km nữa thôi. Hơn 8km nữa là ngoài chuẩn bị và giải thi đấu marathon 21km Tam Trúc. Bối cảnh và khung cảnh ở đây rất tuyệt vời anh em nhá. Rất xinh đẹp luôn này. Đó. Hai bên là hai dãy núi. Mỗi một con đường thì thẳng về Tam Trúc. Đó là Tam Trúc thẳng tiến. Lần đầu tiên nói anh chạy 21km. Dự tính là sẽ về khoảng 2 giờ anh em nhá. Tuyệt vời chưa? Anh em hãy cổ vũ cho anh nhá. Lần đầu tiên với 21km Tam Trúc. Ma Tông, Sắc Bành. Về một bước chảy vượt trội. Chúc mừng vận động viên chưa 21km lần đầu tiên tại Tam Trúc Marathon.